Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, hầu hết những trường hợp khi mà mắt bị tổn thương và xuất hiện những điểm xuất huyết thì mọi người thường có kết luận sớm rằng mình bị đau mắt đỏ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem rằng liệu xuất huyết dưới kết mạc có nguy hiểm hay là không và cách điều trị cũng như những điều gì cần phải lưu ý đối với tình trạng này cùng với sự xuất hiện của bác sĩ Tăng Hồng Châu. Lời đầu tiên rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ. Xin cảm ơn. Xin chào MC Tuyết Oanh. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa bác sĩ, đầu tiên bác sĩ có thể cho Tiểu Anh cũng như quý vị khán giả hiểu nguyên nhân dẫn đến xuất huyết dưới kết mạc là gì ạ? Chúng ta cần hiểu sơ qua kết mạc là gì. Dạ. Thế thì giống như khi Tiểu Anh nhìn vào mắt tôi thì sẽ thấy có phần đen ở giữa, phần trắng ở xung quanh. Dạ. Và khi mình lật mi mắt thì mình thấy một cái màu hồng. Ừ. Thì cái phần niêm mạc nó phủ lên cái phần lòng trắng, rồi cái phần niêm mạc màu hồng bên trong của mi mắt đó gọi là kết mạc. Yeah. Thế bản chất kết mạc nó là một cái màng trong suốt, bên dưới nó rất nhiều mạch máu, mà đây là những mao mạch cho nên rất dễ vỡ. Khi vỡ thì nó không có chảy ra ngoài được vì có cái màng này nó chắn lại, cho nên nó sẽ lên ở giữa cái kết mạc và cái cục mạc. Cho nên mình thấy cái cục mạc màu trắng bây giờ nó trở thành màu đỏ. Đó chính là xuất huyết dưới kết mạc. Dạ. Thế bây giờ tôi sẽ đi vào câu hỏi của Tuyết Oanh, đó là nguyên nhân, những cái nguyên nhân nào. Thứ nhất, mình dễ gặp nhất đó chính là chấn thương. Các chấn thương đặc biệt vùng đầu mặt cổ hay chấn thương vào mắt thì bản thân chấn thương đó gây xuất huyết. Thế còn cái nguyên nhân thứ hai cũng thường hay gặp mà ta lại cũng ít ngờ tới, đó là vấn đề phẫu thuật. Mình cứ tưởng phẫu thuật thì là không thể làm ra cái chuyện ngoài ý muốn, nhưng thực ra có những cái ngoài ý muốn trong phẫu thuật tương đối nhiều. Một trong những cái đó là xuất huyết dưới kết mạc khi phẫu thuật mắt. Ừ. Tại vì sao? Tại vì mình có chích thuốc tê, chích cạnh nhãn cầu, chích dưới kết mạc, thậm chí chích nội nhãn thì đều có thể gây xuất huyết dưới kết mạc. Hoặc khi mình mổ cận thị thì mình cũng có thể thấy xuất huyết ở dưới kết mạc do mình đặt cái dụng cụ hút áp lực âm để giữ cho vững con mắt để mổ cho tốt. Thì bản chất những cái xuất huyết này không có nguy hiểm. Đó là vấn đề liên quan đến phẫu thuật. Thế cái thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba là liên quan đến các bệnh lý về mắt. Ừ. Cụ thể là viêm kết mạc. Nếu các bạn đã từng bị đau mắt đỏ cấp dịch thì trong cái giai đoạn cấp cương tụ nhiều có thể thấy chảy máu ở dưới kết mạc. Đó cũng là một cái dạng xuất huyết do viêm. Hoặc những cái viêm mà dị ứng, mắt sưng phù lên rất nhiều cũng có thể xuất huyết dưới kết mạc. Đó là những cái viêm tại mắt. Thế còn những bệnh lý toàn thân cũng là một trong những nguyên nhân. Yeah. Cái bệnh lý toàn thân mà chúng ta hay gặp nhất đó là rối loạn đông máu. Các bệnh lý làm giảm tiểu cầu như là sốt xuất huyết. Đấy, các cái bệnh như là tiểu đường, các cái bệnh như là cao huyết áp thì đều có thể làm cho mạch máu giòn, dễ vỡ và cũng gây ra tình trạng xuất huyết. Thứ tư là một cái dạng chúng ta cũng hay gặp mà lại không để ý, đó là chính cái việc dùng thuốc để điều trị các cái bệnh nào đó lại gây ra xuất huyết. Ừ. Tiếp theo là một cái yếu tố có thể gọi là yếu tố nguy cơ, yếu tố làm nặng cái tình trạng, đó là các cái hoạt động làm tăng cái áp lực nội tạng của con người. Ví dụ như là ho, hắt hơi, nôn ói, lặn sâu hoặc rặn. Chúng ta để ý có hai cái tình huống rặn, đó là sanh nở hoặc là khi bị táo bón. Dạ. Hoặc các cái hoạt động thể dục, gồng, tập võ, khí công thì những cái đó cũng có thể làm tăng áp lực quá mạnh và có thể vỡ mạch máu. Dạ. Thế rồi cái cuối cùng đó là một cái dạng xuất huyết mà không tìm thấy nguyên nhân nào. Vậy thưa bác sĩ, đối với căn bệnh này thì triệu chứng cũng như biểu hiện của nó và làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được xuất huyết dưới kết mạc với lại đau mắt đỏ? Dạ. Yeah. Thì xin thưa thế này, cái xuất huyết dưới kết mạc cũng là một triệu chứng của nhiều bệnh, trong đó kể cả bệnh đau mắt đỏ. Dạ. Yeah. Thế thì xuất huyết dưới kết mạc có thể bản thân nó là một bệnh, có thể nó chỉ là một triệu chứng của các bệnh khác. Dạ. Yeah. Cái quan trọng là chúng ta phải biết được các cái bệnh nguyên nhân, tìm hiểu các cái bệnh nguyên nhân.
Thế còn triệu chứng thì nó vẫn là xuất huyết dưới kết mạc, cho dù đó là bệnh gì, nguyên nhân là gì. Xuất huyết dưới kết mạc phần lớn từ bản thân người bệnh nhân không biết, tại vì nó không đau, không gây mờ mắt, không gây nhức mắt. Đó là xuất huyết dưới kết mạc đơn thuần. Thường mình soi gương mới biết, hoặc là người đối diện nói với mình thì mình mới biết. Tuy nhiên, trong những trường hợp xuất huyết dưới kết mạc, tức là ta thấy cái tròng trắng nó đỏ lên đấy, mà kèm theo đau mắt này, nhức mắt, mờ mắt này, hoặc nhìn đôi, thì xuất huyết này là một chỉ dấu cho một cái bệnh khác nguy hiểm hơn và cần phải được khám ngay bởi bác sĩ chuyên khoa mắt. À, vậy thì đối với xuất huyết dưới kết mạc này thì chúng ta có thể phòng tránh nó bằng cách nào thưa bác sĩ? Thì chúng ta có một số những cái lưu ý sau. Thứ nhất là phòng tránh về vấn đề chấn thương, đặc biệt là chấn thương cho mắt. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta biết trong nguyên nhân đó chính là các cái bệnh lý nền để gây ra xuất huyết dưới kết mạc. Thì mình phải có cái sự đi tầm soát nội khoa. Nếu có bệnh thì mình tuân thủ điều trị. Cái ý tiếp theo á, mình cũng cần phải tránh đó là việc lạm dụng thuốc, nhất là những thuốc chống đông máu, thuốc giãn mạch. Việc dùng một cách bừa bãi các thuốc này thì có thể gây ra cái triệu chứng xuất huyết và cũng có thể gây ra những biến chứng khác còn nguy hiểm hơn. Do vậy mình cũng phải tuyệt đối là dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Cái ý cuối cùng nó liên quan đến vấn đề tăng áp lực nội tại. Đó liên quan đến vấn đề lặn sâu, vấn đề gồng nhiều, rặn nhiều. Thì nó tùy thuộc vào cái tính chất bệnh lý của người nào có những cái vấn đề liên quan đến cái đó thì mình phải điều trị. Và những cái công việc liên quan đến đó nếu mình giảm đi được thì mình cũng nên giảm bớt, thì nó sẽ tránh được cái nguy cơ xuất huyết dưới kết mạc. Thưa bác sĩ, trong câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi thì có một cái phương pháp mà được các nhân vật đề ra, đó là làm nóng lá tía tô sau đó đắp lên mắt. Thì không biết rằng phương pháp này đúng hay không ạ? Trước hết tôi xin nói là lá tía tô trị bệnh đó là một trị liệu đông y. Tuy nhiên, việc lá tía tô mà trị xuất huyết dưới kết mạc thì không đúng. Thì lá tía tô thứ nhất nó không có tác dụng làm hết cái xuất huyết, mà thứ nữa nó có thể là cái nguồn gây viêm nhiễm mắt do cái vệ sinh đắp chặt không đúng hoặc do bản thân cái lá đó không sạch. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Tăng Hồng Châu, Tuyết Oanh hy vọng rằng quý vị đã hiểu rõ hơn về xuất huyết dưới kết mạc và hy vọng rằng quý vị có thể nhận biết nó sớm. Cũng đừng quá lo lắng khi chẳng may mắc phải, mà hãy đến ngay phòng khám để xác định xem đó chỉ là xuất huyết dưới kết mạc đơn thuần hay là dấu hiệu của một bệnh lý về mắt nặng hơn. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.